Hôm nay Peppa và gia đình của mình cùng ra ngoài chơi. Peppa, George, hôm nay chúng ta sẽ tới tham quan lâu đài Windy. Lâu đài Windy là gì vậy ba? Nó là một lâu đài nằm trên một ngọn đồi rất cao. George có vẻ thích lâu đài. Lâu đài Windy nghe cứ như là chỗ dành cho con trai vậy. Không đâu Peppa, con sẽ rất thích nó. Trên đỉnh của lâu đài có phong cảnh rất đẹp. Con có thể nhìn thấy nhà của ông và bà nữa. Wow, mình đi thôi. Bà sẽ xem bản đồ, còn heo mẹ sẽ là người lái xe. Anh có chắc không heo ba? Lần trước anh xem bản đồ, chúng ta xém bị lạc vì sự bực bội của anh. Chúng ta sẽ không bị lạc nữa đâu em, và anh sẽ không bực bội. Lâu đài Windy ơi, chúng tôi tới đây. Mình gần tới chưa ba? Chưa đâu con. Ờ. Con có muốn chơi trò chơi không? Dạ có. Mình chơi nhìn đồ đi ba. Cũng được, để ba làm trước nha. Heo ba phải bí mật nhìn thứ gì đó ở xung quanh, và những người khác sẽ đoán nó là cái gì. Mắt của ba đang nhìn thấy một thứ, đó là thứ có màu đỏ. Đỏ? Váy của con, nó có màu đỏ. Không, không phải váy của con đâu. Vậy xe của mình? Đúng rồi, là xe của chúng ta. Tới con, bây giờ mắt của con đang nhìn thấy một thứ có màu xanh dương. Áo của chó có phải không? Không phải. Nó có phải là một thứ trong xe không hả con? Không, ba mẹ thua đi. Bà chịu thua. Là bầu trời, nó có màu xanh. Con thắng rồi. Nè anh à, anh biết chúng ta đang ở đâu không vậy? Anh biết chính xác chúng ta đang ở đâu. Nhưng mà con đường này hình như không giống như trên tấm bản đồ thì phải. Ôi, heo ba ơi, bị lạc nữa rồi. Chúng ta không có lạc. Vậy chúng ta phải đi đường nào để tới lâu đài Windy đây? Em đợi anh một chút xíu nữa thôi. Em biết rồi, chúng ta có thể gọi cho ba và mẹ. Em không cần gọi cho mẹ và ba đâu. Dù mất cả ngày chúng ta cũng sẽ tới được lâu đài Windy. Chúng ta không có cả ngày đâu anh. Alo, con đó hả? Ba đang nghe đây. Dạ ba ơi ba, hiện tại tụi con bị lạc trên đường tới lâu đài Windy rồi ba. Chắc là heo ba đang xem bản đồ, có đúng vậy không? Dạ phải, đúng là heo ba đang xem bản đồ. Bây giờ anh ấy hơi bực bội. Anh không hề bực bội. Thôi, để ba chỉ đường cho con. Giờ cứ đi theo đường lớn cho tới khi thấy lâu đài Windy trước mặt là được. Dạ cảm ơn ba rất nhiều. Chúng ta sẽ đi theo đường lớn và để mắt tới lâu đài Windy nha. Anh cũng biết vậy mà. Nhìn kìa, đó có phải lâu đài Windy không ba? Phải, đó chính là lâu đài Windy. Xe ơi, cố lên. Cố lên xe, cậu làm được mà. Wow. Vậy là Peppa và mọi người đã tới được lâu đài Windy rồi. Wow, nó thật là cao. Chúng ta mau lên trên đi, phong cảnh nhìn từ trên đó rất đẹp. Wow. Các con nhìn kìa. Mẹ ơi, đó có phải nhà của ông bà không mẹ? Phải, đúng rồi đó con. Nó thật là xa. Vậy thì chúng ta nhìn bằng ống nhòm đi. Cho con nhìn trước được không hả ba? Được chứ, nhưng sau đó con phải để cho George nhìn nữa. Wow. Ống nhòm làm mọi thứ trông gần hơn thực tế. Con nhìn thấy George chụp giấy tay với heo ông và heo bà của mình. George ngốc quá. Ông và bà đang ở xa em quá nên không nhìn thấy em đâu. Mẹ biết rồi, mẹ sẽ gọi cho ông bà. Alo. Dạ thưa ba, tụi con nhìn thấy ba từ lâu đài Windy nè. Ba giãy tay đi. Ông và bà đang vẫy tay với chúng ta kìa. Con thích lâu đài Windy này. Peppa, George và ba mẹ đang cùng ăn sáng với nhau. Hôm nay là một ngày đẹp trời, nên Peppa và George rất muốn được ra vườn để chơi. Mẹ ơi, tụi con ra ngoài chơi được không mẹ? Các con có thể ra ngoài chơi sau khi ăn xong bữa sáng.
George, con đừng uống nước nhanh như vậy. Vì heo George uống nước trái cây quá nhanh nên bây giờ bị nứt cục. Giờ tụi con ra ngoài chơi được chưa mẹ? Không được, vì George đang bị nứt cục. Nhưng em George đã hết nứt cục rồi mà mẹ. Đúng không George? Thôi được rồi, các con có thể ra ngoài vườn chơi, nhưng con phải trông chừng chó. Peppa và George rất thích được chơi ở ngoài vườn. George, giờ chị ném bóng cho em và em phải chụp nha. George, em vẫn còn nứt cục sao? Bây giờ ném bóng cho chị đi và chị sẽ chụp lấy nó. George! Ôi trời, cơn nứt cục của George đã làm hỏng trò chơi. George, chị biết cách chữa nứt cục rồi. Em phải nghe theo lời chị nha. Em hãy vừa xoa đỉnh đầu và vừa xoa bụng của mình. Tốt! Bây giờ em hết nứt cục chưa? Có vẻ cách chữa nứt cục của Peppa không có hiệu quả. Chớp, em làm sai cách đó rồi. Chị biết một cách hay hơn để chữa nứt cục. Đầu tiên, em hãy nhảy lên 3 lần bằng một chân thôi. Bây giờ, vẫy hai cánh tay của em lên xuống và lè lưỡi của em ra. Bây giờ nhắm mắt lại và quay người thật nhanh 3 lần. Cách chữa lần này của Peppa cũng không hiệu quả. George vẫn còn bị nứt cục. Chị biết rồi. Để chữa nứt cục, chú heo bị bệnh phải bị giật mình một cái. George, bây giờ chị sẽ dọa em, nhưng em phải nhớ là đây chỉ là một trò chơi để chữa nứt cục cho em. Em hãy nhớ là chị chỉ làm bộ dọa em thôi, George. Peppa, con phải nhẹ tay khi chơi với em con chứ, George vẫn còn nhỏ mà. Con xin lỗi mẹ, tại vì con muốn chữa nứt cục cho em thôi. Hay quá, George đã không còn nứt cục nữa. Heo ba đang đi tới với 2 ly nước trái cây trên khay. George, nếu con uống nhanh quá thì con sẽ lại bị nứt cục nữa đó. Con không có nhỏ như em, George, nên con muốn uống nước trái cây nhanh thế nào cũng được. Buổi học ba lê. Hôm nay Peppa tới buổi học ba lê đầu tiên của mình. Đây là cô Linh Dương, là cô giáo dạy ba lê. Oh, chắc em là Peppa có đúng không? Giới thiệu, cô là cô giáo Linh Dương. Dạ, con chào cô. Tốt, em ngoan lắm. Dạ, cô Linh Dương chào mừng em tới buổi học ba lê đầu tiên này. Vậy mẹ sẽ tới đón con sau. Tạm biệt mẹ. Nhớ phải ngoan đó. Đây là các bạn Peppa, mèo Candy, cừu Suzy, chó Danny, thỏ Rebecca và ngựa Pedro. Các em hãy chú ý, hôm nay chúng ta sẽ có thêm một bạn học mới, heo Peppa. Được rồi Peppa, hãy tới làm quen với các bạn đi. Mình xin chào các bạn. Chào Peppa. Này.
Được rồi, chúng ta bắt đầu học. Và động tác đầu tiên. Demi plie. Tiếp theo sẽ là nhảy nhẹ. Petit jeté. Động tác cần phải đẹp và duyên dáng. Petit jeté. Phải đẹp và duyên dáng. Petit jeté. Đẹp và duyên dáng. Peppa cảm thấy buổi học ballet rất là vui. Tiếp theo nâng tay lên. Và hãy tưởng tượng rằng mình là một chú thiên nga thật đẹp. Cô đố bạn nào biết thiên nga kêu như thế nào nè. Nè. Miau. Nè. Nè. Đẹp và duyên dáng. Peppa thích nhảy múa. Mọi người đều thích nhảy múa. Peppa đã làm rất tốt đó chị ạ. À, con đã nhảy múa rất đẹp và cũng rất duyên dáng nữa. Con của mẹ giỏi quá. Để con múa cho mẹ coi nha. Về nhà trước đã con. Vậy con có thể múa cho ba, Sóc và mẹ cùng xem luôn. Con chào cô. Peppa và heo mẹ đã về nhà. Chỉ ba và em cách múa ba lê. Có khó lắm không con? Con thì thấy rất là dễ. Nhưng với ba, chó, mẹ thì cảm thấy rất là khó. Trước tiên, chúng ta cần phải có âm nhạc hoàn hảo. Bây giờ, chó, ba và mẹ, mọi người hãy làm theo giống như con nha. Cô Linh Dương dùng những từ rất mắc cười, nhưng chỉ là cúi xuống, cong gối và nhảy lên thôi. À, là petit jeté. Mẹ ơi, ba biết từ mắc cười đó hả? Mẹ và ba trước đây từng múa ba lê rất giỏi. Cẩn thận đó anh ạ. À. Động tác ba thích nhất là pas de deux. Lên cao nào. Nó không giống với những gì ba nhớ. Có lẽ múa ba lê chỉ dành cho Peppa thôi. Dạ, con múa ba lê giỏi nhất luôn. Con là một chú thiên nga xinh đẹp. Vở diễn rối của Chloe. Hôm nay Peppa và gia đình của mình đi thăm gia đình heo bác và chị họ Chloe. Anh đoán heo bác sẽ lại ngủ sau khi ăn trưa giống như mọi khi cho coi. Anh à, anh không nên nói về anh trai của mình như vậy, đặc biệt là trước mặt bọn trẻ nữa chứ. Nhưng đúng là vậy mà, heo bác lúc nào cũng ăn quá nhiều và luôn ngủ quên sau khi ăn. Còn ngáy rất to nữa, như vậy nè. Peppa, cho quên những gì ba vừa nói về heo bác đi nha con. Dạ được thưa ba. Vậy là Peppa và gia đình mình đã tới được nhà heo bác rồi. Con chào bác trai, con chào bác gái. Chào con. Xin chào mọi người. Xin chào anh trai. Heo bác là anh trai của heo ba. Còn heo Chloe là chị họ của Peppa và George. Chào chị Chloe. Chào em Peppa, chào em George. Chị muốn cho hai em coi cái này nè. Đợi em nhớ. Đây chính là sàn diễn rối mới của chị đó các em. Ba của chị vừa mới làm xong cho chị đó. Wow. Và chị đã làm được hai con rối rồi. Con này gọi là Chloe. Xin chào, mình là heo Chloe. Và con này là ba của chị. Là heo bác. Xin chào bé ba, ta là heo bác đây.
là em và chó cũng làm con rối được không chị? Được. Chloe đang tô mắt cho con rối. Em làm miệng được không chị? Được chứ. Mình tên là Peppa. Josh, giờ thì em muốn làm con rối gì đây? Không. Một chú khủng long sao? Em chốt gặp cái gì em ấy cũng trả lời khủng long hết đó chị. Được rồi, sẽ có một con rối khủng long thật đáng sợ. Và Chloe là một con rối khủng long cho Josh. Nó còn có răng nhọn nữa. Đây, một chú khủng long đáng sợ dành cho em. Tới giờ ăn trưa rồi mấy đứa ơi. Dạ con tới liền. Sau bữa trưa chúng ta sẽ diễn kịch rối nha, chịu không? Heo bắt gái làm món mì ống cho bữa trưa hôm nay. Món mì ống này thật sự rất là ngon. Món mì ống ngon nhất trên đời. Nhìn là biết hai người là anh em liền. Mặt mũi cũng giống nhau nữa. Làm gì có chứ. Tụi anh hoàn toàn khác nhau mà. Peppa, Josh và con, chút nữa sẽ diễn kịch đối cho mọi người coi nha. Hay lắm, mọi người nhất định sẽ xem. Vở kịch rối sao, nghe có vẻ vui đó. Em ăn thêm mì ống có được không anh trai? Ờ, anh cũng muốn ăn thêm nữa. Vậy là vở diễn rối sắp bắt đầu. Dạ xin chào, con tên là Heo Chloe. Và mình là Heo Peppa. Cô là một con khủng long, đáng sợ quá. Nó ghê quá. Hay lắm, tụi nhỏ diễn rất hay. Hoàng hô. Tôi chính là Heo Ba. Dạ cô xin chào ba. Xin chào bé ba. Hô hô hô. Nó giống y như anh vậy. Anh thấy bụng của nó hơi lớn hơn anh đó em. Hô hô hô, bữa trưa này thật là ngon. Bác ơi, hôm nay bác có ngủ quên và ngáy như mọi khi không? Ý của con là sao? Ba con nói lúc nào bác cũng ngủ quên. Và ngáy rất là to như vậy nè. Hô hô, ba của con nói đúng. Bác đúng là ngáy như vậy. Ô, anh à, anh không nên nói những chuyện đó về Heo Bác. Mẹ không nghĩ là hai anh em họ nghe thấy những gì các con nói đâu. Heo Ba và Heo Bác đều đang ngủ quên mất. Hai người họ đúng là anh em ruột ha. Chuyện gì vậy? Vở diễn rối đã bắt đầu chưa vậy? Sinh nhật của heo mẹ. Hôm nay là sinh nhật của heo mẹ. Heo Ba đích thân làm bữa sáng trên giường cho heo mẹ. Chúc mừng sinh nhật nha heo mẹ. Peppa và George cũng đã làm thiệp sinh nhật cho heo mẹ. Chúc mừng sinh nhật mẹ. Oh, thật là một bất ngờ trong ngày sinh nhật đó. Và còn rất nhiều điều bất ngờ khác nữa. Em cứ từ từ thưởng thức bữa sáng, không cần vội đâu. Ngon quá. Nhanh lên các con, chúng ta phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Heo Ba cũng đã làm một cái bánh sinh nhật cho heo mẹ. Chúng ta chỉ cần cắm nến lên thôi. 1, 2. Mẹ xuống đây. Heo mẹ đã ăn xong bữa sáng trên giường rồi. Mẹ tới kìa. Ôi không, chúng ta vẫn chưa chuẩn bị xong. Là ai vậy? Là mẹ đi, có thể vào không? Có điều gì bí mật trong này sao? Không, không có gì hết. Nhưng em không được vào đâu. Em hiểu rồi. Heo mẹ nè, sao em không thư giãn trong phòng khách một chút? Như vậy cũng được. Hôm nay là sinh nhật của em mà. Được rồi bé ba, mẹ biết phòng khách nhà mình ở đâu mà con. Mẹ hãy đọc tạp chí đi. Cảm ơn bé ba. Và đây là bản nhạc dành cho mẹ. Cảm ơn bé ba. Chúng ta phải cắm số lượng nến bằng đúng số tuổi của mẹ. 1, 2, 3. Ôi trời, nếu vậy chúng ta không có đủ nến rồi. Ba ơi, mẹ bao nhiêu tuổi vậy ba? Ba sẽ nói nhỏ với các con nha. Wow, nhiều vậy sao ba? Còn biết không, ba nghĩ 3 cây nến là cũng được rồi. Vậy là bánh sinh nhật của heo mẹ đã sẵn sàng rồi. Hay không?
Nhưng mà chúng ta cần phải trang trí cho phòng khách nữa. Xin chào mẹ. Ồ, mọi người đây rồi. Mẹ vừa thấy hơi chán một chút. Mẹ ơi, vậy mẹ có muốn đi dạo ngoài vườn một chút không? Mẹ có lựa chọn nào khác không? Dạ không. Tạm biệt mẹ. Mẹ đi dạo vui vẻ nha. Con sẽ gọi mẹ khi con chuẩn bị xong. Không ngờ sinh nhật phải làm rất nhiều chuyện như vậy. Heo ba cùng Pepper và George đang trang trí cho phòng khách. Vui quá đi. Hôm nay heo bà và heo ông cũng tới dự sinh nhật của heo mẹ. Oh, chúc mừng sinh nhật heo mẹ. Sao con không vào nhà đi? Con chưa thể vào được. Heo ba cùng Peppa và Sót đang làm việc bí mật cho sinh nhật của con. Thật đáng yêu. Lát gặp lại con nha. Tạm biệt mẹ. Mẹ ơi, mẹ có thể vào nhà chơi với con được không? Tất nhiên là được rồi. Mẹ nhắm mắt lại đi. Mẹ đừng mở mắt nha mẹ. 1, 2, 3. Mở mắt ra nào. Chúc heo mẹ sinh nhật vui vẻ. Đây đúng là một bất ngờ đáng yêu. Em hãy thổi nến đi, cùng với một điều ước. Mẹ ơi, tụi con tặng quà cho mẹ nè. Mẹ đoán thử xem. Mẹ không đoán ra nổi. Vậy em mở ra xem đi. Trời ơi, nó là một cái váy rất đẹp. Wow, mẹ mặc nó thật là đẹp. Với trang phục này thì có một nơi em phải tới. Cái gì đây? Là hai vé xem hòa nhạc vào tối nay. Cảm ơn anh. Heo mẹ rất thích tới nhà hát. Tối nay bà với ông sẽ ở lại đây trông coi bọn trẻ. Thật là một món quà sinh nhật tuyệt vời. Tôi là người mẹ may mắn nhất trên đời. Và xinh đẹp nhất nữa. Hôm nay là một ngày đẹp trời, cho nên Peppa và George cùng nhau đạp xe đạp đi dạo. Quả bí này đúng là to thiệt đó heo ba. Heo ba rất tự hào về trái bí đỏ của mình trồng. Bí đỏ là thứ duy nhất mà anh trồng được. Có lẽ vì anh rất thích món bánh bí đỏ đó em. Đạp nhanh lên George. Danny, Suzy, Rebecca. Peppa gặp bạn của mình là chó Danny. Cừu Suzy và thỏ Rebecca cũng đang chạy trên những chiếc xe đạp hai bánh. Nhưng George lại chạy trên xe đạp ba bánh. Em đạp chậm quá. Chúng ta đua tới trái bí của heo ba đây. Nếu chúng ta đua tới trái bí của heo ba thì phải thật cẩn thận để không đụng vào nó nha. Ba mình sẽ rất là buồn nếu trái bí đó bị làm sao. Cậu đừng lo mà Peppa, mau đua nè. Peppa và bạn mình chạy đua tới trái bí của heo ba. Nè, có chừng trái bí của chú. Peppa, coi chừng, trái bí của heo ba kìa. Con xin lỗi ba. Nhìn chót kìa, em ấy đi chậm quá. Em chót vẫn dùng xe đạp của em bé. Cậu cũng đang chạy xe của em bé mà Peppa. Cậu vẫn dùng bánh xe hỗ trợ đó. Mình có thể chạy mà không có bánh xe hỗ trợ luôn. Mình cũng vậy. Mình nữa. Chúng ta chạy lên đồi lại đi. Cậu có đi không Peppa? Không, mình nghĩ là mình sẽ ở lại đây. Lát nữa gặp lại nha. Tạm biệt. Peppa ước sao xe đạp của mình không có bánh xe phụ nữa. Ba ơi, con không muốn gắn bánh xe phụ nữa đâu ba ơi. Con nghĩ mình không dùng chúng có được không? Dạ có. Được rồi Peppa, để bà tháo chúng ra. Heo ba lập tức tháo bánh xe phụ ra khỏi xe đạp của heo Peppa. Con chắc là muốn chạy mà không có bánh xe phụ luôn hả Peppa? Dạ có. Nhưng con chưa từng làm như vậy. Con làm được mà mẹ, con nhất định sẽ làm được. Họ
không có gì vui đâu, Jax. Đạp xe không có bánh phụ đúng là không dễ chút nào. Muốn bà giúp con không, Peppa? Dạ được, thưa ba. Được rồi, sẵn sàng, ngồi vững, đi nào. Ba đừng buông tay ra nha. Con đừng lo, có ba ở đây. Con đang làm rất tốt đó, Peppa. Giữ nhắc nha ba. Cứ đạp tiếp đi con. Peppa đang tự mình đạp xe mà không cần có bánh phụ. Ba ơi, tại sao ba buông tay ra vậy? Từ nãy giờ con đã tự đạp một mình rồi. Thật sao? Con còn đạp rất là giỏi nữa đó, Peppa. Thật hả mẹ? Đúng là con làm được rồi. Ba mẹ nhìn con nè, con có thể đạp xe mà không cần gắn bánh phụ. Dandy, Susie, Rebecca, nhìn mình nè, mình không còn gắn bánh xe phụ nữa các bạn ơi. Nhìn mình nè. Giờ chúng ta đưa tay trái bí của ba mình nha. Peppa, có chân trái bí của ba. Mình sẽ chiến thắng. Peppa không nhìn hướng mình đang chạy. Ôi trời, heo Peppa đã đè vỡ trái bí to của heo ba. Con xin lỗi ba vì đã đè vỡ trái bí của ba. Không cần lo tới trái bí đâu con. Điều quan trọng là con vẫn không sao. Nhưng sau này con phải luôn nhìn về phía trước, có biết chưa? Con hứa là sẽ không làm như vậy nữa. Tốt. Thôi được rồi, dù sao thì trái bí đã bị dở rồi. Ba có thể dùng nó để làm bánh bí đỏ. Con cũng rất thích bánh bí đỏ. Và vì trái bí của heo ba rất là lớn nên sẽ có đủ bánh bí đỏ cho tất cả mọi người ở đây. Nàng tiên răng. Peppa và George đang ngồi ăn món mà mình thích nhất, món mì ống. Thật là nhiều tiếng động. Con ăn xong rồi. Ôi, bây giờ thì được yên tĩnh rồi. Cái gì vậy? Là một cái răng. Nó đâu ra vậy ba? Peppa, có lẽ con nên nhìn vào trong gương đi. Đó là răng của con. Nó rơi ra rồi. Con đừng lo Peppa, chỉ là răng sữa thôi. Rụng là bình thường. Con có mọc ra cái răng mới không mẹ? Có, con đừng có lo Peppa. Nó cũng có nghĩa là nàng tiên răng sẽ tới thăm con đó Peppa. Nàng tiên răng là sao? Đúng là nàng tiên răng. Nếu tối nay con đặt cái răng ở dưới gối của mình, vậy thì nàng tiên răng sẽ tới. Nàng tiên răng sẽ lấy cái răng đó và đổi lại, tiên răng sẽ để lại một đồng tiền. Khi lớn lên, con muốn trở thành một nàng tiên răng. Còn con muốn trở thành gì khi lớn lên hả, George? Hầu quá làm. Một chú khủng long à. Nhanh lên, George. Tới giờ đi ngủ rồi. Chúng ta cùng đợi nàng tiên răng tới. Trước khi lên giường ngủ, Peppa và George phải chà răng của mình. Peppa, con đang làm gì vậy? Con đang chà răng của mình. Nó phải thật sạch sẽ, vì nàng tiên răng sẽ lấy nó. Peppa rất nóng lòng lên giường mình. Rồi Peppa cũng để răng của mình ở dưới gối cho nàng tiên răng. Ngủ ngon Peppa và George. Chúc mẹ ngủ ngon. Chúc ba ngủ ngon. Ngủ ngon nha hai chú heo nhỏ. Chó, chị sẽ không ngủ đâu. Hai chúng ta phải thức cả đêm nha. Chúng ta phải đợi nàng tiên răng. Sao mà lâu quá vậy nè? Nàng tiên răng chắc mất rất nhiều thời gian để tới đây. Nàng tiên răng đâu rồi ta? Âm thanh gì vậy? Có phải là nàng tiên răng không? Chót, em nghe thấy gì không?
George. Âm thanh là của George. Cậu ấy mệt quá nên đã ngủ mất rồi. Em George đúng là không dở thức khuya cho lắm. Nhưng mình thì có. Mình sẽ ráng thức đến khi nàng tiên răng tới. Mình không có ngủ đâu. Bây giờ nàng tiên răng đã tới rồi. Nhưng Peppa đã ngủ mất rồi. Xin chào Peppa. Cậu có muốn đổi đồng tiền này với răng của cậu không? Thật là một cái răng sạch sẽ. Cảm ơn Peppa. Chúc ngủ ngon. Peppa, sót dậy đi. Trời sáng rồi con. Ủa? Con có ngủ đâu? Nàng tiên răng có tới không con? Không. Con hãy xem dưới gối của con thử xem. Ồ, xem kìa Peppa. Nàng tiên răng đã tới đó. Và để lại một đồng tiền kìa. Hắn à. Có phải là con đã ngủ quên không? Có lẽ là con chỉ ngủ một chút thôi mà. Lần sau con sẽ ráng thức cả đêm luôn. Và con sẽ gặp được nàng tiên răng. Ngày bão. Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời. Peppa và George dã ngoại cùng nhau. Nước kem cho cậu nè gấu bông. Cậu nói sao? Mình cảm ơn bạn rất nhiều Peppa. Không có gì đâu gấu bông à. Còn đây là nước cam cho ngài khủng long nè. Ngài nói sao hả? Được rồi, ngài không cần cảm ơn đâu ngài khủng long. Gấu bông và ngài khủng long có muốn ăn bánh quy hay không? Tụi mình không có đói bụng lắm đâu. Nên bé bè chó có thể ăn hết bánh quy nha. Cảm ơn cậu gấu bông. Ồ, âm thanh kỳ lạ đó là gì vậy? Peppa, sót, nhanh lên, vô nhà đi các con. Mẹ ơi, sao có tiếng ầm lớn vậy mẹ? Là tiếng sấm sét đó con à. Nghĩa là sắp có một cơn bão với rất nhiều mưa đó con. Mau lên, vào trong nhà trước khi trời đổ mưa nào. Không cần phải sợ đâu, cơn mưa vẫn còn ở rất xa chúng ta mà. Bầu trời càng ngày càng tối hơn. Một cơn bão sắp kéo tới đây. Peppa, sót, hai con lấy hết đồ chơi ở ngoài giường vào chưa vậy? Không làm. Tốt, vậy là ngài khủng long không sao rồi. Gấu bông, con đã quên gấu bông ở ngoài giường rồi. Cậu ấy sẽ bị ướt mất. Không được lo Peppa, bà sẽ ra đó giải cứu cho gấu bông. Anh phải nhanh lên đó, cơn mưa sắp kéo tới rồi. Anh rất rành về mưa bão mà em. Còn lâu lắm trời mới mưa. Mình đã nói rồi mà. Còn lâu lắm thì trời mới mưa. Tội nghiệp gấu bông. Cậu ấy bị ướt nhũng hết rồi. Phải, tội nghiệp gấu bông. Lau khô cho cậu ấy đi. Dạ phải, tội nghiệp gấu bông. Xong rồi đó gấu bông à, khô hết rồi. Vậy còn ba thì sao đây? Bà cũng ướt hết rồi đây nè. Ồ, em xin lỗi anh nha. Để em lau cho anh ha. Lau như vậy đã khô chưa anh? Em nghĩ là được rồi đó. Ồ. Con mưa đang vào trong nhà mình kìa. Sàn nhà bị ướt hết rồi. Ôi trời, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Không cần lo. Heo ba dùng một cái xô để hứng nước mưa. Anh đúng là giỏi thiệt mà. Dễ như ăn bánh vậy. Gì nữa đây? Nhanh lên, mau tìm một thứ khác để hứng nước đi. Con giỏi lắm Peppa. Dễ như ăn bánh vậy. Mẹ ơi, tiếng sấm sét lớn quá. Không sao đâu con gái, con không cần phải sợ.
Hay là bây giờ chúng ta đếm giữa tiếng sấm đi. Chúng ta càng đếm được nhiều, nghĩa là cơn bão càng ở xa chúng ta. Một, hai, ba. Được tới ba. Một, hai, ba, bốn, năm. Được tới năm. Cơn bão đang kéo đi xa rồi. Vậy là cơn bão đã đi qua rồi. Cơn bão đã làm cho khu vườn có đầy những vũng bùn. Và Peppa cùng chó thích nhảy trong vũng bùn. Mọi người thích nhảy trong vũng bùn. Mình thích những cơn bão. Chúng tạo ra những vũng bùn. Thật là thích quá. Heo ba giữ dáng. Heo mẹ đang xem một chương trình thể dục đang được phát trên TV. Cứ tiếp tục như vậy, gặp lại và mở ra, gặp lại mở ra. 1, 2, 3. Ăn no rồi, giờ xem TV thôi. Em đã coi chương trình gì vậy? Đây là chương trình tập thể dục để giữ dáng được thon gọn đó anh. Cảm ơn trời, anh không cần tập thể dục vì dáng anh đã đẹp sẵn rồi. Dáng người của ba không đẹp lắm ba ơi, bụng của ba rất là lớn kìa. Nhưng ba rất là khỏe, để ba cho con coi. Muốn ba làm động tác gì? Chạm vào gót chân như vậy nè. Dễ thôi. Ba ơi, ba không chạm ngón chân là ba không làm đúng đâu ba. Ba không có giả bộ đâu Peppa. Heo ba thật sự không thể chạm được ngón chân của mình. Trời ơi ba, như vậy không tốt đâu. Có lẽ ba cũng nên tập thể dục một chút mới được. Phải đó ba. Và ba sẽ bắt đầu từ ngày mai. Anh à, em nghĩ là anh phải bắt đầu từ bây giờ. Ba không cần phải lo đâu, con sẽ giúp ba mà. Thôi được Peppa, con có nhiệm vụ giúp ba tập luyện. Ba nên làm gì trước? Trước tiên ba phải tập hít đất. Dễ thôi. 1, 2. Ba làm tốt lắm. Bây giờ con muốn ba làm 100 lần. 100 lần sao? Phải. Đi thôi các con, giúp mẹ làm bữa trưa nào. Anh cũng giúp mọi người. Không được đâu ba, ba còn phải ở đây hít đất 100 lần nữa đó. 1, 2, 3. Vậy là heo mẹ cùng Peppa và George ở trong bếp làm bữa trưa. Heo ba vẫn còn đang hít đất ở phòng bên. Ba đang làm rất tốt đó mẹ. 10. Phải, 11, nhưng mẹ hy vọng ba con không làm quá 12, sức của mình. Để con ra đó xem. 3, 14, 15, 16, 17. Ba phải hít đất chứ. Ba ăn gian quá đi. Trên TV đã có một chương trình rất hay con à. Ba hư quá ba ơi. Có lẽ ba con sẽ làm tốt hơn với chiếc xe đạp tập thể dục này đó. Nhìn nó có vẻ vui đó. Anh có thể vừa đạp xe vừa coi chương trình TV yêu thích. Có vẻ không ổn rồi. Chiếc xe này ồn quá, anh không nghe được TV nói gì. Nhưng mà anh vẫn cần phải tập thể dục. Con biết rồi, ba lấy xe đạp của con đi đi ba. Phải, và còn hít thở không khí trong lành nữa chứ. Vậy là lần này heo ba sẽ chạy trên chiếc xe đạp nhỏ của Peppa. Ba ơi, đây là bàn đạp. Đây là cái thắng. Và đây là chuông. Được rồi, cảm ơn Peppa. Bà biết rồi, tạm biệt. Dễ như ăn bánh vậy. Giữ dáng luôn là một chuyện rất khó. Bây giờ mình có thể giữ dáng mà không cần đạp xe. Có vẻ heo ba đang chạy rất nhanh. Có lẽ mình nên đi chậm lại. Cái thắng không đủ chắc rồi. Heo ba đã đạp xe đi cũng khá lâu rồi. Mẹ ơi, sao ba vẫn chưa về? Con đừng lo Peppa, chắc ba con đạp xe rất vui nên mới đi lâu như vậy đó con. Ba ơi, ba lại đi đâu vậy? Con
biết không, bà đạp xe trượt thẳng xuống đồi và sau đó phải đẩy xe ngược lên lại đó. Ôi, tội nghiệp cho anh quá. Nhưng ít nhất thì anh cũng đã tập thể dục. Phải, cho hôm nay. Ý em là sao? Thì ngày mai anh vẫn sẽ phải tập thể dục nữa. Cái gì? Ba ơi, để giữ dáng, ba phải tập thể dục mỗi ngày đó ba. Ôi không. Nhưng mà ba đừng lo, con sẽ luôn nhắc nhở ba tập thể dục mà. Phải, ba biết vậy mà. Chú heo ở giữa. Chót đang chơi với trái bóng ở ngoài vườn. Peppa cũng muốn được chơi cùng. Chót, em làm sai hết rồi. Chụp bóng phải như vậy nè. Không phải như vậy. Lúc nãy em làm vậy đó. Peppa đúng là chú heo nhỏ tinh nghịch. Quay lại đây đi chú heo nhỏ. Có lẽ Peppa đang trêu chọc em George của mình hơi quá. Peppa, con đang chọc em George sao? Không phải như vậy đâu mẹ. Con đang chỉ em ấy cách chụp bóng. Thật sao? Mẹ biết một trò để giúp George học cách chụp bóng. Nó gọi là chú heo ở giữa. Peppa, con cầm trái bóng và đứng ở đằng đó đi. Còn George, con cứ đứng ở đó. Tốt. Giờ hai con phải ném bóng cho nhau nha. Và mẹ phải cố chụp lấy nó. Mẹ sẽ là chú heo ở giữa. Mẹ chính là chú heo ở giữa. Chụp đi George. Ồ, quá rồi. George đã chụp được bóng. Hoan hô. Tốt lắm George. Bây giờ hãy ném bóng cho Peppa đi con. Ồ, thử lại đi. Ồ, thử lần nữa. George không thể ném trái bóng qua heo mẹ được. Cố lên George, em ném bóng qua cho chị đi. George thật ngốc. Chị cũng làm được vậy. Peppa muốn bắt chước theo George, nhưng cậu ấy quá lớn nên bị kẹt lại. Mẹ đã có bóng rồi nè. Peppa, bây giờ tới lượt con ra giữa đi. George, chụp lấy. Hoan hô. Chụp được rồi. George, em ra giữa nha. George, chụp đi. Chụp bóng đi George. George à, chụp đi con. Em chụp đi George. Đây này George. Ôi trời, Peppa, con không nên trêu chọc em George như vậy. Xin lỗi George. Có chuyện gì vậy hai đứa? Ba ơi, em George còn quá nhỏ để chơi trò chú heo ở giữa. Ba nghĩ em còn đủ lớn mà. Không đâu ba, ba hãy nhìn nè. Chụp đi George. Hoan hô. Ba không công bằng. Công bằng chứ con, ba chỉ giúp em George một tay thôi mà. Mẹ ơi, mẹ giúp con một tay được không mẹ? Tất nhiên là được chứ Peppa. Ném cho chị đi. Chụp nè George. Peppa thích chơi trò chụp bóng. George cũng thích chơi trò chụp bóng. Mọi người đều thích chơi trò chụp bóng.
Làm vườn. Peppa và George được tới chơi nhà của heo ông và heo bà. Ông ơi, giờ bấm nè. Chụp nè. Gì đây con? Hổ là Là một con khủng long sao? Ông ơi, ông đang làm gì vậy? Ông đang gieo những hạt giống này. Ông ơi, hạt để làm gì vậy ông? Hạt sẽ mọc thành cây. Ông chỉ cần làm một cái lỗ nhỏ rồi gieo hạt vô, sau đó thì lắp cái lỗ lại và tưới nước cho nó. Mọi thứ trong vườn của ông đều mọc lên từ những hạt giống như vậy đó con à. Cả cây táo lớn đó đúng không ông? Ồ đúng vậy. Một hạt giống nhỏ nó sẽ phát triển thành một cây táo nhỏ đó con. Đây nè. Và cái cây táo nhỏ này nó sẽ phát triển thành một cây táo lớn hơn, giống như vậy nè. Ôi. Và bên trong trái táo này sẽ có thêm hạt đó con. Để trồng thêm những cây táo hả ông? Đúng như vậy đó. Ông ơi, con cũng muốn gieo hạt. Vậy con có muốn gieo hạt dâu tây hay không? Dạ có. Hạt giống này sẽ phát triển thành một cái cây dâu tây thật đẹp đó con. Trước tiên hãy làm một cái lỗ nhỏ. Sau đó con gieo hạt giống vào, rồi lấy đất lấp lại. Muốn ông tưới thay cho con không? Dạ không, con muốn tự mình tưới nó. Tốt lắm. Bây giờ chúng ta sẽ đợi nó nảy mầm. Peppa và George đợi hạt cây nảy mầm và lớn lên. Đợi nãy giờ rồi mà vẫn không thấy lớn. Con phải thật kiên nhẫn chứ Peppa. Nó cần có rất nhiều thời gian để lớn lên. Peppa, George, đã tới lúc về nhà rồi con. Nhưng tụi con đang đợi cây dâu của tụi con lớn lên. Con muốn ăn dâu tây với trà. Con đừng lo Peppa. Lần sau khi con tới thì cái hạt này sẽ phát triển thành cây đó. Là chúng ta sẽ có dâu phải không ông? Phải rồi. Đi thôi Peppa. Thưa ông, con về. Tạm biệt cây dâu nha. Heo ông chăm sóc cho cây dâu tây của heo Peppa. Sau nhiều ngày thì heo ông thấy một cái cây nhỏ đang phát triển. Ngày qua ngày, cái cây càng lúc càng lớn hơn. Đến một ngày, heo ông thấy một thứ rất đặc biệt từ cái cây đó. Trái dâu tây. Ông ơi, tụi con tới rồi. Peppa và George lại tới chơi nhà ông. Ông ơi, cái cây của tụi con có lớn không? Có. Xem nè. Dâu tây. Con cảm ơn ông rất nhiều. Ông ơi, chúng ta trồng cây khác được không ông? Được. Bây giờ thì tới lượt giọt chọn cây cần trồng nha. Dạ phải. Em chọn đi chứ. Chọn cà rốt. Ông ơi, con nghĩ là em chắc muốn trồng cà rốt đó ông. Giọt, con có muốn trồng cà rốt hay không? À ha. Vậy con muốn trồng gì hả con? George nghĩ tới thứ mà mình muốn trồng. Vậy là George muốn trồng một cây khủng long. George không biết rồi. Khủng long đâu có mọc thành cây được. Câu chuyện vũng buồn. Hôm nay trời đổ mưa rất lớn nên Peppa và George không thể ra ngoài chơi được. Ba ơi,
Trời tạnh mưa rồi, tụi con ra ngoài chơi được không ba? Cũng được, hai con ra ngoài chơi đi. Heo Peppa rất thích nhảy vào những vũng bùn. Mình rất thích những vũng bùn. Peppa, nếu con muốn chơi trên vũng bùn thì con phải mang ủng vào mới được. Con xin lỗi mẹ. Chà, Josh cũng rất thích nhảy vào vũng bùn như chị mình. Josh, nếu em muốn chơi trên những vũng bùn thì em phải mang ủng trước cái đã. Peppa lúc nào cũng quan tâm đến em trai của mình. Josh, chúng ta tìm những vũng bùn khác đi em. Peppa và Josh đã chơi cùng nhau rất là vui. Peppa tìm được một vũng bùn nhỏ, trong khi Josh tìm được một vũng bùn lớn. Josh ơi, có một vũng bùn lớn hay là lớn kìa. Josh là người muốn nhảy vào vũng bùn lớn trước. Khoan đã Josh, chị phải xem con nó có an toàn không đã. Tốt, vũng bùn này không sao đâu. Xin lỗi Josh, chỉ là bùn thôi mà. Peppa và George rất thích chơi trong vũng bùn lớn này. Đi nào George, chúng ta đi khoe với ba đi em. Ôi trời ơi. Ba ơi, ba ơi, ba đoán xem tụi con đã làm gì nè. Để ba nghĩ xem. Hai đứa con đã xem tivi à? Không phải đâu ba ơi. Vậy hai đứa mới tắm xong? Không phải luôn. À, ba biết rồi. Hai con đã chơi trong vũng bùn đúng không? Dạ dạ dạ. Tụi con đã chơi nhảy trong những vũng bùn. Oh, nhìn hai con bây giờ kìa. Không sao, là bùn thôi mà. Nhưng mà chúng ta mau rửa sạch trước khi mẹ các con thấy. Ba ơi, khi tụi con đã sạch rồi, ba mẹ cùng chơi với tụi con được không? Được chứ, chúng ta sẽ cùng dạo chơi trong vườn. Sau đó Peppa và George mang ủng của mình, heo mẹ và heo ba cũng mang ủng của họ. Peppa tiếp tục nhảy lên nhảy xuống trong những vũng bùn. Mọi người đều thích nhảy lên nhảy xuống trong vũng bùn. Ôi trời ơi heo ba, anh hãy nhìn anh bây giờ đi kìa. Chỉ là bùn thôi mà. Heo mẹ đang làm việc. Heo mẹ đang làm việc trước máy vi tính. Còn heo ba thì đang nấu súp cho bữa trưa. Ba ơi, tụi con xem mẹ dùng máy tính được không ba? Được chứ, miễn là các con không làm phiền mẹ. Hôm nay mẹ có rất nhiều việc quan trọng phải làm. Cảm ơn ba. Heo mẹ có rất nhiều việc quan trọng phải làm hôm nay. Mẹ ơi,
tụi con có thể ngồi lên đùi mẹ và xem mẹ làm việc được không? Được, nếu hai con chịu giữ im lặng. Peppa và George rất thích nhìn mẹ làm việc trước máy vi tính. Mẹ ơi, cho tụi con chơi cô gà vui vẻ trên máy tính được không mẹ? Chúng ta có thể chơi trò cô gà vui vẻ sau, vì mẹ đang phải làm việc. Mẹ ơi, tụi con có thể giúp mẹ. Không Peppa, con không được chạm vào máy vi tính đâu. Và George, con cũng không được chạm vào máy vi tính, nghe chưa? Chắc nè, chúng ta không được làm như vậy. Peppa, dừng lại. Con xin lỗi mẹ, con chỉ muốn cho em chót thấy không được làm như vậy. Ôi trời, có thể máy vi tính đã bị hư rồi. Heo ba ơi, heo ba ơi, có chuyện gì vậy mẹ mấy đứa? Heo ba ơi, anh sửa máy vi tính được không? Em sẽ nấu bữa trưa trong khi anh sửa máy vi tính. Em tính như vậy cũng được, nhưng thật sự anh không giỏi mấy thứ này đâu. Cảm ơn anh, heo ba. Vậy là heo ba sẽ sửa lại máy vi tính. Có lẽ nếu như mình tắt nó đi rồi sau đó bật lên lại. Vậy là heo ba đã sửa được máy vi tính rồi. Hay mô ba. Phải, bà sửa máy vi tính cũng khá giỏi đó chứ. Ba ơi, tụi con chơi trò kia được không ba? Cô gà vui vẻ đó ba. Có lẽ con nên đi hỏi mẹ con. Lúc nãy mẹ nói tụi con có thể chơi sau mà. Nếu như vậy thì được, nhưng bà không biết cái đĩa ở đâu. Hay quá. Tới lượt chị rồi. Tới lượt của ba nha. Ủa, trên đó có chuyện gì ồn ào dữ vậy? Em thấy là máy vi tính lại hoạt động rồi ha. Oh,